Chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Minta TV. Thì buổi sáng hôm nay thì Minta cũng vừa nhận 300 phần gạo của cửa hàng gạo đã giao cho Minta. Thì bên cửa hàng quạt cũng đang chuẩn bị gấp cho Minta 20 cái quạt hiệu Senco. Thì được Minh Tân Quân ủng hộ cho kênh YouTube Minta TV, đó là anh Tony Nguyễn và mẹ và bà anh Nguyễn. Thì một cây quạt này giá là 275.000. Thì được Mạnh Thường Quân ủng hộ 20 cây. Cái chương trình hôm nay mình tới làm á, ngày 26 tháng 5 âm lịch này. Thì cái chương trình 20 cây quạt này là chương trình bốc thăm trúng thưởng. Thì trong đó có cho bà con mỗi người một bao gạo 10 kg, rồi 15 mì tôm, 15 bịch mì tôm, và kèm thêm trúng thăm, bốc thăm trúng thưởng quạt máy. Và trong đó có tiền nữa, tổng số tiền 1.000 đô la. Thì tổng số tiền này mình ta không có phát từng người, chỉ phát cho những bà con nào thực sự khó khăn, và đặc biệt được Mạnh Thường Quân phát trực tiếp. Thì cái phần này thì Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho mình ta để mua. Thì phía trong này là 300 phần gạo thì đã chuẩn bị xong xuôi của chú chị. Thì cái đường qua nhà bên tư, đường nó rất là chặt, bên tư phải vận chuyển từng bao, nói chung chở xe ông đa vô của chú chị. Thì khâu chuẩn bị quạt này là gọi là quạt tốt chứ không phải là quạt thơm. Quạt tốt luôn hả con? Đây là quạt hiệu Senco, cũng nói chung là nổi tiếng tại Trà Vinh. Nổi tiếng tại Việt Nam. Hiệu Senco chứ không phải là Trà Vinh. Mạnh Thường Quân không chịu mua loại quạt thường. Đây, cái hiệu của nó đây, Senco. Có loại quạt rẻ hơn nhưng Mạnh Thường Quân không chịu. Nên mua loại tốt cho bà con. Chỉ có 20 cái quạt cũng để cho bà con bốc thăm. Chứ mà lo một lượt 300 phần quạt này chắc không có thể lo nổi. Trong 20 cái quạt này thì ai có duyên thì sẽ bốc thăm được. Cái loại gạo này thì 14.000 một ký của chú anh chị. Thì Minh Tân có mối để lấy loại gạo. Thì mỗi lần Minh Tân phát chỉ lấy một chỗ thôi, không lấy lung tung chỗ này chỗ kia. Thì gạo này cũng rất là dẻo, thơm. Kêu là 804 vậy đó. Nhiều loại gạo Minh Tân không biết hết. Giá 14.000, thị trường nó bán ra 14.000 mấy trăm á cô chú anh chị. Thì mình ta lấy giá sỉ được 14.000. Đây 300 bao. Thì chương trình này thì mình ta cũng sắp xếp một cái chương trình để phát cho bà con. Nói chung là phía trước này mình ta đã cất gạp, cất 5-7 căn rạp xong xuôi, sắp xếp bàn ghế cho bà con vô đây ngồi, thì cũng kèm thêm nước uống. Rồi tới chương trình sẽ mời đại biểu phát biểu ý kiến, cũng như là Mạnh Thường Quân phát cảm nghĩ của mình. Đó, thì cái khu vực này là phát là mình tới cất rạp hết luôn. Đây là cái nhà của mình tên là cô chú chị, mà mấy bữa nay mưa rất là lớn. Mình ta cũng mong là tới ngày phát gạo thiện nguyện này cũng không mưa, để cho bà con đi nhận được đủ, được đông. Đây là ngôi nhà của anh Tứ Sáu của Minh Tơ. Thì phía trước này Minh Tơ cũng sẽ có gạp đầy hết. Rồi cái chương trình của Minh Tơ dàn dựng thì cũng rất là nhiều tiết mục, cũng như là có dàn nhạc để phục vụ cho bà con nghe nhạc vui chơi trong ngày đó. Thì trong thời gian chờ đợi đại biểu
bà con về tập trung đầy đủ, mình tôi mới làm một cái chương trình, mình tôi mới phát gạo cho bà con. Cái đây quạt này thì lấy từ Sài Gòn về gắp trực tiếp, chứ không phải mình mua từng cây về để gắp này đặt hàng trên Sài Gòn. Thì mình tôi cũng thông báo trên cho cô chú chị biết luôn, thì đợt này phát mình tôi tính tổng cái giá trị phát quà cái gạo kèm thiếu tiền của mạnh thường quân ủng hộ, thì mình tôi tính sơ sơ là 89 triệu mấy, gần 90 triệu của chú chị trong một ngày đó, được mạnh thường quân, đó là anh Tony Nguyễn cùng mẹ đã đồng hành cùng với kênh Minh Tơ TV phát tại nhà của Minh Tơ luôn. Minh Tơ cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã đồng hành cùng quý Minh Tơ trong thời gian qua, giúp những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ anh về nước kết hợp cùng quý Minh Tơ để phát những phần quà yêu thương của mình gửi đến bà con tại ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Thì lần này thì anh Tony Nguyễn và mẹ về nước, nói chung là về Việt Nam để làm sự kiện này đến bà con tại địa phương của Minh Tơ. Trước đây ngày Minh Tơ chỉ đứng ra phụ trách ở phía ngoài, cũng như là mua đồ, thì nói chung là đặt đồ, đặt quà, đặt gạo, đặt mì cho giùm anh. Thì tới ngày đó anh sẽ về. Thì Minh Tơ cũng thông báo trên kênh thì ngày 25 này anh Tony Nguyễn và mẹ sẽ về Việt Nam đồng hành cùng Minh Tơ để phát những phần quà yêu thương này đến bà con. Thì trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 4 tây tháng 6 này thì Minh Tơ không có lên video cập nhật ngôi nhà của Sơn một tay, cũng như là Minh Tơ đồng hành cùng với anh Tony Nguyễn đến Hà Nội để dự tham dự các đến Hà Nội để đến viếng các đình tại Hà Nội, vừa đi đình viếng đình rồi phối hợp đi du lịch. Thì Minh Tơ cũng cảm ơn rất nhiều đã cho gia đình Minh Tơ mỗi người một vé đi chung với gia đình anh để đi đến Hà Nội. Thì hôm nay Minh Tơ cập nhật một video này gửi đến cô chú anh chị xem. Thì cũng tới ngày 26 thì Minh Tơ phát 300 phần quà tại nhà của Minh Tơ luôn, thì phối hợp cùng anh Tony Nguyễn và mẹ về nước để dự buổi sự kiện này. Thì khâu chuẩn bị thì Minh Tơ cũng đã gần hoàn thiện rồi cô chú chị, chỉ cần nhập mì nữa, nhập mì tôm về để Minh Tơ phân chia ra 300 phần để phát đến cho bà con. Thì Minh Tơ cũng thông báo cho anh biết thì Minh Tơ cũng đã gần hoàn thiện rồi, chỉ đợi ngày đến cửa hàng mì mới chở mì qua giao cho Minh Tơ nữa, Minh Tơ mới mới sắp xong. Nói chung những đồ anh đã kêu Minh Tơ làm thì Minh Tơ đã mua xong xuôi rồi. Bên mì thì Minh Tơ cũng đặt cọc xong xuôi rồi, bên bên quạt thì một lát Minh Tơ sẽ trả tiền luôn. Rồi tổng số tiền quạt là 275.000, 20 cây thì giá 5.500.000. Rồi phần gạo thì Minh Tơ cũng vừa trả xong, giá 14.000 một ký, lỗi là một bao. Tổng 300 bao này giá 42 triệu. Còn mì nữa thì Minh Tơ cũng chưa có đưa tiền, Minh Tơ cũng chưa biết số tiền mì bao nhiêu. Thì tới ngày Minh Tơ sẽ công bố một lần nữa cái số tiền là tổng buổi phát gạo ngày 26 tháng 5 này. Rồi bây giờ Minh Tơ tính phỏng phỏng là 89 triệu mấy trăm ngàn của chú chị. Giờ chưa tổng kết, còn có thể phát sinh chút đỉnh nữa. Thì Minh Tơ cũng thông báo của chú chị cùng biết
Rồi thì cuối video chúng ta cũng xin cảm ơn anh Tony Nguyễn và mẹ đồng hành cùng kênh YouTube Minta TV đến tận nhà của Minta để phát cho bà con tại thành phố xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, phát cho bà con gặp khó khăn. Rồi thì Minta cũng cảm ơn anh rất là nhiều và mẹ anh Nguyễn đã gửi những số tiền về đây để giúp cho bà con tại địa phương của Minta. Một lần nữa Minta cảm ơn anh và mẹ rất là nhiều. Chúc anh và mẹ được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt. Thì cuối video Minta cũng xin kính chúc cô chú mạnh thường quân của nhà hảo tâm ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì Minta cũng thông báo qua ngày mùng 4 tháng 6 này Minta sẽ phát thêm một lần nữa tại một địa phương khác nhưng số lượng ít hơn. Thì có cô chú nào đồng hành cùng Minta thì cứ liên hệ kênh để Minta sắp xếp để Minta làm một lần nữa. Thì Minta cũng vừa nhận được 350 đô la thì Minta phát một địa điểm khác. Còn này là 300 phần này là của một gia đình đứng ra làm thì Minta làm giùm thôi. Nói chung là phối hợp cùng Minta để làm. Còn có cô chú nào muốn đóng góp làm thêm mỗi người chút đích đỉnh thì Minta sẽ nhận làm một lần nữa vào đầu tháng sau. Rồi một lần nữa Minta cảm ơn cô chú chị đã xem video của Minta. Xin hẹn cô chú chị xem tiếp video sau của Minta. Xe gạo đang chở xuống nhưng cái đường này nó quá nhỏ, bây giờ phải vận chuyển bằng xe ông ra vô từ từ. Xe này nó quá bự. Giờ em phụ chở. Rồi quay cho anh một chút xíu coi thôi. Em một phụ tới anh. Ô xe bự quá. Ở nhà còn mấy chiếc nữa. Nhà hả? Ừ. Còn nhà ta. Rồi em kết thúc video, anh phụ chở đồ chút. Rồi chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minta TV. Thì hiện tại đang chở gạo để chuẩn bị phát cho bà con. Thì cái đường vô nhà Minta không có xe vô lọt, bây giờ phải đậu ngoài lộ, xong bây giờ tải từng xe Honda vô từng bao để sắp xếp vô là 300 phần gạo được anh Tony Nguyễn và mẹ anh Nguyễn đã tự nhiên về đây phát cho bà con tại khu vực xã Long Đức, phố Trà Vinh. Bữa nào anh xuống tại chợ ở dòng nước cho mớ thôi. Quá trời người ta khổ à. Quá trời khổ luôn hả? Ừ. Ở đâu cũng đều có người khổ hết á. Ở đâu cũng có hết á. Cái gì ngày nấy, gì ngày nấy hưởng. Sao mẹ mà khổ nhiều quá. Thì bây giờ phần này là 150 bao. Một lát xe chở thêm một chiếc 150 bao nữa. Em vậy đi xe bự chở mệt luôn rồi. Ừ, bây giờ về nhà lấy xe bự qua chở đi. Xe bự cũng vậy phải như từ đầu á. Nó dễ. Bây giờ phải ginh từng bao vô. Ginh 2-3 chai đỏ. Mình tôi cảm ơn mẹ Anan Nguyễn và anh Tony Nguyễn đã tự nhiên tình tài về đây để phát cho bà con. Rồi tôi quay một đoạn ngắn này để cô chú chị cùng xem. Bây giờ tiếp tục phụ xếp gạo vô. Giờ không có camera pen nên tôi tự quay luôn. Phê chưa? Phê. Em phê luôn mà sáng giờ em cũng chưa ăn gì đâu. Chưa ăn đâu sáng giờ cũng sáng, chạy lên chạy xuống. 300 bao củ gạo rồi. Để cho đủ nghe, cho thiếu nghe, thiếu là khó trả tiền luôn á. Mấy này có 150 bao à. Còn 150 bao nữa. Okay. Hello anh, 300 phần gạo đã chuyển vô nhà đầy rồi. Xong rồi. Chở từng bao ngoài lộ vô, xe bự quá vô không lọt. Em mới bà xã em chở vô.
quá trời đầy nhà luôn. Ai đi ngang cũng hỏi hết. Rồi em quay anh cho anh xem một video này. À, một lát đang đợi quạt máy xuống nữa, chở quạt máy xuống 20 cây nữa. Rồi bye bye anh.